Phân loại rác tại nguồn là hoạt động thiết thực, không chỉ giúp giảm thiểu lượng rác ra bãi chôn lấp mà còn tận dụng được nguồn nguyên liệu đầu vào cho các quy trình sản xuất khác. Nhằm khuyến khích hoạt động này, sự kiện đổi rác lấy quà đã được các bạn trẻ của nhóm Green Life, Cuộc sống xanh tổ chức hàng tháng. Bắt đầu từ 8 giờ sáng, phố sách Hà Nội đã trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn so với các ngày thứ bảy thông thường. Điểm khác biệt đó là hôm nay có rất nhiều người đến đây và cầm theo những túi đựng các loại rác có thể tái chế. Điểm đến của họ là quầy đổi rác lấy quà do nhóm Green Life tổ chức. Hoạt động đổi rác lấy quà được nhóm Green Life thực hiện thường kỳ vào thứ bảy cuối cùng của các tháng. Những người tham dự có thể tích trữ, làm sạch các loại rác tái chế bao gồm chai lọ nhựa hoặc thủy tinh, giấy báo, giấy bìa hay thùng các tông. Rác khi mang tới sẽ được cân và quy đổi ra sao thưởng cho người tham dự, từ đó tích lũy sao và đổi lấy những món quà là cây cảnh hoặc những vật dụng có chất liệu thân thiện với môi trường. Đầu tiên khi mà em đến đây thì em cảm thấy rất là bất ngờ vì thấy một cái số lượng rác rất là khổng lồ như thế. Và em thấy cái sự kiện này thì nó vô cùng là ý nghĩa đối với lại các bạn trẻ cũng như là toàn bộ các người dân sinh sống ở Hà Nội, bởi vì là nó thu gom không những là giấy vụn này, rồi là chai nhựa, rồi là pin, những cái đồ vật mà chúng mình có thể thải ra hàng ngày mà chúng ta kiểu không quan tâm đến ấy. Và khi mà gom rác như thế này thì các bạn sẽ xử lý một cách vô cùng là cẩn thận, chỉn chu. Thế nên em nghĩ là đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa và có ích cho xã hội ạ. Green Life có nghĩa là cuộc sống xanh. Trước khi tổ chức các sự kiện thu gom rác, Green Life đã có những chương trình nâng cao nhận thức về phân loại rác tại nhà trên trang fanpage của nhóm, nhắc nhở cộng đồng về tầm quan trọng của việc phân loại rác tại nguồn để qua đó tận dụng và tái chế được rác một cách hiệu quả nhất, sống làm sao để xanh hơn. Vì ngay từ những ban đầu, khi mà bắt đầu có những sự nhen nhóm về những sự kiện như này thì mọi người đã đến và hưởng rất là đông. Và sau qua thời gian thì mọi càng được mọi người biết tới nhiều hơn. Ngoài ra thì mình có thể thấy được có rõ rệt qua cái sự thay đổi về độ tuổi và số lượng người tham gia. Lúc trước là chỉ có thường là các bạn sinh viên đến đổi rác lấy quà, nhưng mà Green Life đã tiếp cận đến nhiều hơn. Bây giờ có cả những em bé đến là được bố mẹ dẫn đến để có thể dạy các em học về tư duy cách phân loại sống xanh. Và cả những cô bác hơi lớn tuổi chút cũng biết đến và tham gia Green Life. Trong tháng 7, thông qua nhiều sự kiện, nhóm Green Life đã thu gom được 3,1 tấn rác các loại. Số lượng rác này cũng được nhóm vận chuyển đến các cơ sở tái chế để có thể biến số rác quay trở lại thành nguyên liệu sản xuất ra các đồ dùng tái chế khác. Trong mỗi sự kiện được tổ chức, nhóm cũng thu hút được rất nhiều các bạn tình nguyện viên tham gia vào hoạt động, qua đó góp phần lan tỏa thêm tinh thần và nhiệt huyết vì môi trường.